chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Lý Nhã Kỳ trở thành giám khảo quyền lực tại Hoa hậu du lịch biển Việt Nam 2022. Sẽ hấp dẫn lắm đây. Cuộc thi Hoa hậu du lịch biển Việt Nam năm 2022 đang bước vào những ngày sôi động. Diễn viên, doanh nhân Lý Nhã Kỳ sẽ đồng hành cùng cuộc thi với vai trò là đại sứ và thành viên ban giám khảo. Chiều ngày 16 tháng 4, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu du lịch biển Việt Nam 2022, ông Huỳnh Đức Hòa cho biết, đến thời điểm này, có 120 thí sinh trên toàn quốc đủ điều kiện bước vào vòng sơ tuyển. Ban tổ chức vẫn đang tiếp tục chào đón các thí sinh đăng ký tham gia. Ban tổ chức cũng công bố danh sách 7 ban giám khảo gồm nghệ sĩ nhân dân Trần Mạnh Cường, nhà sử học Dương Trung Quốc, tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thi, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hương, hoa hậu Phạm Thị Mơ và diễn viên Lý Nhã Kỳ. Đồng hành cùng cuộc thi, diễn viên doanh nhân Lý Nhã Kỳ sẽ tham gia với vai trò thành viên ban giám khảo và đại sứ cuộc thi Hoa hậu du lịch biển Việt Nam 2022. Cùng với hai người đẹp làm đại sứ cho cuộc thi là Phan Thị Mơ, Hoa hậu đại sứ du lịch thế giới 2018 và Đào Thị Hà, top 5 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019. Lý Nhã Kỳ sẽ có mặt tại khu du lịch Jamba Island, thành phố Nha Trang vào ngày 6 tháng 5 tới để tham gia họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu du lịch biển Việt Nam 2022. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cuộc thi mang ý nghĩa quảng bá, thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch, đặc biệt là du lịch biển. Vì vậy, với vai trò đại sứ cho cuộc thi và thành viên ban giám khảo, Lý Nhã Kỳ sẽ góp hết sức mình để tìm kiếm tân hoa hậu xứng đáng. Được đánh giá là điểm đến của các cuộc thi nhan sắc, Nha Trang Khánh Hòa hội tụ đầy đủ các điều kiện để các thí sinh thể hiện vẻ đẹp, bản lĩnh của một hoa hậu du lịch biển. Theo ông Huỳnh Đức Hòa, sau hơn 2 năm khó khăn vì đại dịch, cuộc thi Hoa hậu du lịch biển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo sắc màu mới, thúc đẩy du lịch biển và là điểm nhấn cho năm du lịch quốc gia. Đây cũng là hoạt động nổi bật thu hút du khách đến với Nha Trang, Khánh Hòa trong mùa du lịch hè năm nay. Vòng sơ tuyển cuộc thi Hoa hậu du lịch biển Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức tại miền Bắc từ ngày 10 tháng 5, Sài Gòn từ ngày 20 tháng 5 và ở miền Trung từ ngày 10 tháng 6. Vòng bán kết tổ chức tại khu du lịch Jamba Island Nha Trang từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7. Vòng chung kết được tổ chức vào ngày 11 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 tại Khánh Hòa. Đêm chung kết được tổ chức tại Nha Trang vào ngày 30 tháng 7. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.